những hành động mù quáng, sai lầm ngớ ngẩn, những suy nghĩ ngốc nghếch đều dẫn đến một hệ quả khôn lường. Trong cuộc sống, không ít những tình huống đưa con người vào những bước đường cùng, giây phút đứng giữa cái thiện và cái ác. Nếu như chúng ta không ý thức được những hành động và suy nghĩ của mình, sẽ dễ dàng vi phạm pháp luật và đối mặt với vòng lao lý. Dạo này mê game bất chấp dữ vậy trời. Linh. Ủa anh Nhân. Ủa chồng em bạn đi làm chưa đến đón em hả? Làm gì đâu anh ơi, anh nghỉ việc công ty cũ 3 tháng nay rồi mà em gọi hoài không có bắt máy. Dạo này anh mê game bất chấp luôn. Trời chết chết rồi, cái điều này mê game là không xong đâu, mê game mà có ngày mất vợ thiệt đó. Tuy đã có gia đình nhưng vì chồng trẻ thờ ơ lạnh nhạt, thường hay bỏ bê ít quan tâm, nên Linh hay được Nhân giúp đỡ đưa đón. Bảo chồng của Linh thất nghiệp, ngày ngày chỉ biết làm bạn với game, không có tinh thần cầu tiến. Nhiều lần khuyên răn con mình, nhưng mẹ của Bảo cũng đành bất lực. Chỉ có ta mới thống nhất được giang hồ thôi. Hay quá. Bảo ơi, tới giờ rước vợ con rồi, sao ngồi đó chơi game hoài vậy? Bổ thân ồn ào quá, đi ra ngoài. Cái thằng này, mày đúng là cái đồ bất hiếu, cái đồ bất dạy chứ. Kiếm xem. Bổ thân ra ngoài luôn. Trời ơi, cái thằng này. Bảo ơi, mở cửa cho mẹ đi, mày nghe không? Càng ngày, game đối với Bảo như là một món ăn không thể thiếu. Từ chơi cho qua ngày giết thời gian, Bảo thành một con nghiện không thể kiểm soát được. Cứ game quấn hoài à, đi khùng đi luôn à. Anh Bảo, xuống ăn cơm. Anh Bảo. Chính vì lẽ đó, cuộc sống vợ chồng của Bảo và Linh bắt đầu có những rạn nứt. Anh không biết rằng người vợ trẻ hiền lành xinh đẹp này, một lòng yêu thương chồng mình, cũng dần dần mất hết kiên nhẫn. Bây giờ suốt ngày chỉ có game, không biết tới vợ con gì hết. Mày nói giùm ảnh giúp con đi mẹ. Cho anh Nhân, làm ơn ấy, bên bố tao tập trung á, đừng có làm thêm. Tao nói không đúng sao mày liếc tao, cái mặt mày á, hẳn tay. Anh nói cái gì? Tao nói mày á, hẳn tay, đúng gì hả? Thôi mà, anh vừa phải thôi nghe không? Anh thử coi, 2 tháng này làm được cái gì cho nhà này? Suốt ngày có biết game thôi. Ngon, mày muốn làm việc mày không? Hả? Rồi tao nói tụi bay im đi chưa? Có xuống ăn cơm không? Anh muốn làm cái gì cũng được, phá nát cái nhà luôn cũng được. Đỡ cái gì? Có ngon mày đứng ở đây nè. Thôi mà con, cái gì cũng vừa phải thôi, già néo đứt dây. Mày tối ngày chỉ lo game không à, không lo làm ăn. Nè có vợ mà không lo giữ, mất vợ đó. Chưa game không yên nữa. Chết rồi. Đèn gọi kìa. Hình như là mình vô chốt biên phòng rồi đó. Bây giờ á, anh hai ôm hàng đi. Anh hai đi về cái hướng đường mòn này đi. Còn em á, để em đánh là hướng biên phòng. Cùng lắm bị bắt á, chỉ có tội là nhân viên trái phép thôi, không có sao đâu. Anh hai cầm này để phòng thân. Trời đất, không biết phải bỏ cái này không? Anh hai cứ cầm đi, biết đâu có lúc cần thì sao. Anh hai đừng lo cho em, trời mà sáng á là anh em mình không còn cơ hội nữa đâu. Đi lẹ đi anh hai, đừng lo cho em. Cẩn thận nha Nam. Dạ. Là những người dân sống gần biên giới nên anh em nhà Nam và Trí sống bằng nghề buôn lậu. Tuy là em nhưng Nam khá gan lì và bất chấp, chưa kể trong người anh ta cũng có máu đá gà nên không ít lần Nam phải ôm nợ. Ngược lại Trí thì có gia đình con cái nên Trí muốn có công việc tử tế hơn để lo cho con nhỏ. Em thoát rồi anh hai, chắc em trốn đỡ 2-3 ngày nha, em để cho im chuyện á rồi lúc đó em mới về nhà nha anh hai. Ủa sao chỉ có một phần rồi của ba với mẹ đâu? Mày đợi ba về rồi mày ăn chung với ba. Con nhớ ba. Ủa ba về.
Ba về rồi nè. Ba. Ba. Ủa, mà ba đi đâu lâu vậy ba? Ờ, thì ba đi làm. Dạ. Ngoan quá. Anh, lọt rồi hả? Thằng Nam đâu? Lát nữa nói sao? Nè, con đi vô ăn tiếp đi. Dạ ba. Ừ, ngoan. Em đem cái này giấu đằng sau chuồng gà giùm anh đi. Chạy đi. Nè, anh hai, đám chó tụi bay dám đánh em tao hả? Giữ nó lại. Mày ngon quá ha. Dám đánh em tao, con ngon thì nhào cho tao nè. Em trai của anh á, thiếu tiền đá gà của tôi mấy tháng nay rồi, nó không chịu trả anh chị. Nó thiếu tụi bay á, thử cái việc tới kiếm tao cũng là ba cái tiền cờ bạc mà tụi bay muốn đánh cái người hả? Anh trai, anh cũng ra đường chơi mà, thua thì chung chứ, đâu thể nói tiền cờ bạc, muốn xù là xù hả anh trai? Được rồi, tháng sau tao sẽ trả cho tụi bay, còn bây giờ thì biến đi. Nói như anh trai thì dễ dàng rồi đúng không? Lấy sao phải đúng hẹn nha anh trai. Đi tụi bay. Anh hai, đã nói bao nhiêu lần rồi, suốt ngày có cờ bạc, trong khi thời buổi kiếm ăn đã khó rồi. Anh hai, yêu thương em mình nên Trí cũng không la mắng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên em. Cũng có nghe lời anh mình, nhưng bạn bè rủ rê khiến cho Nam không thể nào buông bỏ được những trận sát phạt bên xới gà. Cùng có máu đam mê cờ bạc nên Đạt vay mượn tiền của Hùng, một dân anh chị số má. Nhiều lần kiếm Đạt để đòi lại tiền nhưng không được, nên Hùng tìm Quỳnh cảnh báo và dằn mặt. Nói không cho Đạt ngoan ngoãn trả tiền nợ cho mình. Cái gì? Tuy thấy vợ bị hành hung nhưng người chồng thẹn ghét này cũng không dám ra mặt. Mấy tháng này không đóng 1.000 tiền lời, lấy mẹ để lấy con, mày tính coi lên nhiêu rồi? Đúng là cho gia cấp khổ mà. Gì? Anh ơi, em lỗi lời, anh tha cho em anh ơi. Mày có muốn sống luôn hả? Dạ, em xin lỗi anh. Mày về nói với thằng chồng của mày, nếu mà không trả tiền cho tao là tao giết hết, nghe chưa? Dạ, em biết thôi anh, em trả tiền trả cho anh mà. May quá à. Bây giờ anh mới về tới. Chứ lúc nãy á, anh về sớm một chút đụng mặt anh Hùng ở đây, em không biết chuyện gì xảy ra nữa. Thôi đi, nếu như cô thương tôi á, cô đã kêu hai cô trả nợ cho tôi rồi, chứ không có để chồng mình trốn chui trốn nhủi như một con chó như vậy đâu. Anh đừng có nói như vậy được không? Anh là chồng của em, em không thương anh thì em thương ai? Nhưng mà bây giờ anh hai còn có chị hai nữa, em rất là khó mở lời. Thôi đi, cô để cho tụi giang hồ đi giết tôi đi thì vừa lòng cô. Anh Quỳnh ơi. Dạ anh hai. Quán giống que vậy nè. Dạ. Dạ, anh hai mới qua chơi hả? Ủa mà thằng đó lại làm gì em nói hay sao mà mặt quý sĩ vậy? Ờ, dạ đâu có đâu anh hai. Nhìn cái mặt thằng đó hầm hầm á, là ưa không nổi rồi. Thương em mình phải lấy người chồng vô trách nhiệm, nên phần lam lũ như anh Quyết phải nhiều lần giúp Quỳnh để có cuộc sống yên ổn hơn. Ngược lại, Đạt lấy đó làm điểm tựa nên ngày càng ngang ngược và ý lại chính vào người anh vợ tốt bụng. Điều này khiến cho Quỳnh đau khổ hơn. Nên bị ngất cái mẹ. Ủa khoảng giờ anh có ngủ miếng nào đâu? Cày game ngày lẫn đêm nên sức khỏe và tinh thần của Bảo ngày càng không tốt. Nguy hiểm hơn, những nhân vật trong game khiến cho Bảo ám ảnh và có những lúc ảo giác không kiểm soát được, nên thần kinh có lúc không được bình thường. Hello, chào mừng quý phu nhân và thằng bạn đến với tệ xá. Sư Quỳnh,
hôm nay sư đệ qua đây á là cái chuyện mình đã bàn trước đó sư huynh giúp đệ nha. Đệ yên tâm đi. Hôm bữa anh có nghe em nói á là thằng Bảo thất nghiệp mấy tháng nay nên anh gọi điện cho nó, anh kêu qua trong xe với quán xiến phụ với quán giùm anh nè. À, ra là vậy. Em cảm ơn anh Nhân trước nha. Nhưng mà trời ơi, em yên tâm đi. Mấy cái việc tay chân này á anh làm quen rồi. Chỉ cần sư huynh gót ngân lượng nước cho sư đệ để sư đệ mua trang thiết bị để tăng cái level. Sư đệ yên tâm, để mà làm tốt á huynh trọng thưởng gấp đôi. Sư huynh thôi đi vô. Tao cần ngân lượng, đưa cho tao một ít ngân lượng. Anh bị khùng hả? Anh chơi riết, anh bị nhập hả? Đứng đây nè, đưa ngân lượng cho tao. Anh đừng có chơi game nữa được không? Mày lú lẫn quá rồi đó. Tao cần ngân lượng để mua trang thiết bị vũ khí. Anh bị điên rồi. Cầm cái chiến đấu, cầm cái chiến đấu. Nửa tay game nữa. Nói gì? Nói gì? Nói gì vậy hả? Mày dạy đời tao nữa hả? Con mày là thằng cái chết gì chứ? Đi chứ? Đại ca, có làm được không? Kinh tế em hết rồi. Đứng lại, tiếc hết mạng băng thường. Đứng lại cho ta. Cứu tôi vậy, cứu tôi vậy. Tiếc khách hả? Tiếc khách, từ đâu đến đây mà gây nhiễu loạn hả? Ảo giác khiến cho Bảo cứ nghĩ cuộc sống như trong game, nên cách ăn nói và cư xử của anh ta khác hẳn với cuộc sống ngày thường, khiến cho Nhân khó chịu và không muốn cho Bảo làm việc tiếp tục. Con chào mẹ, con mới đi học về. Giỏi. Vô tắm rửa thay đồ đi con. Dạ. Em sao vậy? Thằng Nam em anh đó. Không sao. Chắc là sáng nay lại thua đá gà hay gì á. Tự nhiên hùng hổ ngoài đường à. Chưa kể là nó gặp em rồi còn miệt thị em nữa. Anh coi rồi nói chuyện lại với nó đi nha. Cái tánh của nó vậy á. Anh cũng nói biết bao nhiêu lần rồi. Y chang vậy à. Bây giờ mà có thiếu tiền đi lãnh hàng lậu nữa đó, anh không có đi đâu. Đúng rồi đó. Cứ mỗi lần anh đi là em lo sợ à. Bữa giờ cứ nghe ngoài xã phát loa biên phòng lập nhiều chốt lắm. Lỡ xui anh gặp chuyện gì rồi mẹ con em lại khổ nữa. Thôi yên tâm đi. Hồi sáng này á, anh cũng nộp đơn với công ty vận tải làm rồi. Hy vọng lần này người ta nhận vô làm, không có làm ba cái chuyện phạm pháp nữa. Rồi cứ nơm nớp lo sợ vậy hoài. Coi làm sao rồi tìm công việc tử tế mà làm. Còn lo cho con nữa. Anh biết rồi. Ừ, con hư quá. Ai cho con chơi mấy cái thứ này? Dạ, thấy nó ở bên chuồng gà. Với lại nó cũng giống trong YouTube mà chú Nam hay cho con coi nên bắt chước. Từ đây về sau con không được đụng mấy cái thứ này nghe chưa? Dạ. Anh Trí ơi, mở nhà không? Anh Tuấn. Nhiều lần địa phương cảnh báo để Trí tìm cách khuyên Nam, nhưng với chứng nào tật nấy, Nam cũng không từ bỏ mà càng xa lầy hơn. Đến lúc số tiền thiếu cờ bạc ngoài tầm kiểm soát thì Nam lật trốn khắp nơi. Tụi bay làm gì vậy? Tụi em đi kiếm thằng Nam. Tao đã trả nợ của nó cho tụi bay từ hồi tháng trước rồi. Bây giờ tụi bay tránh ra đi, tao còn đi làm nữa. Dễ rồi. Đúng là vợ chồng anh đã đứng ra trả tiền cho nó hồi tháng trước. Tôi còn biết là vợ của anh còn về quê xin tiền ông bà già trả cho nó nữa. Hai anh em tụi anh là con mẹ gì có tiền mà trả. Biết vậy thì tốt. Gia đình của tao cũng không muốn dây dưa tụi bay nữa. Tránh ra đi. Khoan anh trai. Thằng em của anh á, tối hôm qua nó chơi banh, nó thua tụi tôi thêm 50 triệu kìa. Anh lo về mà kiếm nó, lo trả tiền cho tụi tôi. Tụi trốn như con chó nữa. Để tụi tôi mà gặp nó ở đâu á, tụi tôi đập nó đó đó. Nam, Nam ơi Nam. Chuyện gì vậy anh? Thằng Nam nó có nhà không em? Chuyện gì hả? Nó lại thiếu tiền cái tụi này nữa. Lần này anh không thể nào mà nhẹ nhàng với nó được nữa rồi. Em nói anh rồi. Coi sao giải quyết với nó đi nha. Làm rõ mọi chuyện đi.
cứ vậy hoài không ổn đâu. Anh vô nhà đi, tới giờ em đi đón con. Chị dâu vốn bất mãn em chồng nên cũng hay lời qua tiếng lại với Trí. Về phía nam, bà đã tuy có gan lì nhưng đứng trước đám thanh niên hay chủ nợ hung dữ kia thì cũng đành bỏ chạy. Mày chạy hả? Mày chạy hả? Anh Hải ơi, chồng của em có chuyện mà. Cái gì? Anh Hải qua nhà em liền nha. Tiền với giấy tờ em chuẩn bị sẵn rồi. Anh đi qua bển đặt cọc miếng đất của anh Thắng đi. Mà em nói rồi nha, tiền này là để đặt cọc miếng đất, chứ anh đừng có lấy đi làm tầm bậy tầm bạ đi nha. Anh biết rồi. Thôi, em vô cơ quán đi. Anh đi nha. Được rồi, đứng qua đi. Anh ơi. Nè, có chuyện gì vậy? Anh Hải. Em có sao không Quỳnh? Mày mà tới trễ chút xíu nữa là lụm xác nó luôn rồi. Có chuyện gì từ từ nói. Nó thiếu mày bao nhiêu tiền? Cả gốc lẫn lãi có 100 triệu thôi. 100 triệu? Thôi được rồi, tao sẽ trả đủ cho nó lần này. Nhưng với một điều kiện, tuyệt đối không bao giờ tới đây làm phiền em gái tao. Còn cái thằng đó, mày muốn xử nó thế nào á thì đem ra chỗ khác. Tôi tìm anh á là muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện. Đối bên cũng có lợi. Anh á thì vừa lấy được tiền nợ, còn tôi có tiền trả nợ cho anh. Lấy sao? Chuyện gì? Đúng 3 ngày nữa anh qua nhà của tôi cùng tôi diễn một vở kịch. Tao nói cho mày biết, tao trả nợ cho mày là vì em gái tao. Vì quá thương em gái nên người anh này đã mắc mua của Đạt và không chút đắn đo quyết đứng ra trả nợ cho em rể. Thay vì tu chí làm ăn thì Đạt cứ tiếp tục lao vào những canh bạc đỏ đen mà không thể từ bỏ được. Rồi, tao biết rồi. Anh Đạt, sao anh không có nhà phụ em? Bây giờ anh đi đâu nữa vậy? Anh đi cờ bạc nữa đúng không? Chỉ một lần này thôi. Anh hứa với em á, chỉ một lần duy nhất này thôi. Thắng cái kèo này á, mình vừa có tiền trả cho anh hai mà có tiền làm ăn nữa em nha. Em tin anh nha. Anh chịu chứng nào tật đó, anh không có bỏ được hả? Cái sổ đỏ của nhà mình đâu? Em đưa anh hai giữ rồi. Em nói cái gì? Sổ đỏ của mình mà đưa cho anh hai giữ hả? Em nói cái gì vậy? Chứ bây giờ anh hai ứng ra 100 triệu để trả nợ cho mình thì mình phải đưa số đỏ để làm tin chứ. Để nhà sớm muộn gì anh cũng cầm đi cờ bạc à. Trời ơi sao mà ngu quá vậy? Anh không nghĩ là em có người vợ ngu như em đó. Ngu quá đi mà. Hả? Ê đó, trả sổ đỏ cho tao. Trời, cái gì vậy? Tao nói hai vợ chồng bay trả sổ đỏ cho tao. Bây giờ sổ đỏ là vợ mày đưa cho tao. Chừng nào mày có 100 triệu đưa lại đây đi, rồi tao đưa sổ đỏ lại cho mày. Tiền đó là thằng chồng mày tự trả cho tao. Tao đâu có ép, chỉ nó ngu thôi. Rồi ngu mày. Mày nói cái gì vậy? Im. Quan trọng bây giờ á là tụi mày trả sổ đỏ cho tao. Tao còn đi thế chấp, tao còn trả nợ nữa. Biết không? Khốn mày. Ôi ức chế vì nhiều lần cứu giúp cho Đạt nhưng lại làm ơn mắc oán nên quyết trút hết cơn giận vào đầu người em rể bằng một cú đánh khiến cho Đạt chết tại chỗ.
Tuy có ra đầu thú sau đó, nhưng người anh đáng thương này cũng phải chịu tội trước pháp luật. Lẽ ra sự việc có thể dừng lại nếu như chính Đạt nhận ra sai trái và tu sửa, chịu khó làm ăn. Và vợ chồng của Quyết biết kiềm chế cảm xúc, tìm cách răn đe Đạt đúng đắn hơn thì chắc chắn sẽ không có chuyện đau lòng trên. Anh xin lỗi em về việc mà cho Bảo nghỉ làm nha. Chứ thật sự á, tình trạng như vậy á, Bảo mà còn làm việc ở quán anh á, là mai mốt khách còn đi hết. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ chồng em trong thời gian vừa qua. Ơn nghĩa gì. Anh có thằng bạn là bên dược, nó có cho anh vài loại thuốc bổ. Thuốc này á, tốt cho thần kinh lắm. Em về cho thằng Bảo uống rồi khuyên nó đi khám nha. Em cảm ơn anh Nhân nhiều nha. Hy vọng sau cái chuyện này mẹ chồng em sẽ hiểu rõ hơn. Thiền muội, trong đây là lọ thuốc độc, muội cứ đem về từ từ cho hắn uống, bảo đảm chúng ta sẽ tiêu diệt được hắn. Em đừng có nặng nha. Nè, nó gian thu gian phụ. Hôm nay á, anh cho tay trời hành đạo. Bảo, điên nữa hả? Bảo. Anh Bảo, anh làm cái gì vậy hả? Ê, không bảo. Bảo, không bảo. Mày điên quá. Đứng lại Bảo. Giang Phu. Bảo. Ê, hả? Đứng lại không? Với căn bệnh của Bảo thì Linh nên tìm cách hay ép buộc Bảo đến bệnh viện chữa trị. Pháp luật chắc chắn sẽ phán xử công bằng và bắt Bảo trả giá cho hành động của mình. Nhưng dù gì đi nữa thì Nhân cũng không thể sống lại và cuộc sống gia đình của Linh sẽ đi vào một ngõ tối. Bảo đứng sau song sắt lao tù sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ về cuộc đời của mình hơn và không còn vùi đầu vào các trò game vô bổ. Mày hả? Chạy nó đi. Ôi trời nha. Chạy nó đi. Mày chạy nó đi. Tụi mày không được đánh em tao. Đập nó luôn. Đập luôn anh nó cho tao. Chạy ngang hả? Mày hả? Ối tiền ra. Ối tiền ra. Đập nó cho nó ối tiền ra cho tao. Giết hành em mày luôn. Chạy hả? Mày dừng ta lại chưa? Anh lên! Anh hai! Đại ca! Anh hai! Nó chết rồi! Anh làm cái gì vậy? Tất cả là tại mày đó em. Trời ơi, chồng tôi giết người rồi. Anh hai giết người rồi. Giết người trong trạng thái mất kiểm soát và rồi có ý định nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết để tự tử. Nhưng may mắn, những hình ảnh của đứa con gái bé bỏng của mình khiến cho anh ta suy nghĩ lại và đến cơ quan chức năng đầu thú. Hành vi giết người của Trí khiến cho anh ta phải chịu 16 năm tù giam. Nhưng nếu anh ta biết ăn năn và cải tạo tốt thì con đường hoàn lương rồi sẽ trở lại với gia đình, con cái luôn còn ở phía trước. Tao trả nợ cho mày là vì em gái tao. Dù gì, Quyết và Đạt cũng là anh em. Tiền trả lại cho tao. Quyết cũng đừng quá lời với Đạt để anh có thêm thành kiến với mình. Ngược lại, nếu thương em gái mình thì Quyết nên có những hành động tốt hơn. Nếu ngay từ đầu Đạt thành thật nói ra những khó khăn của mình để được mọi người giúp đỡ thì mọi chuyện đã không đi quá xa. Em chưa đủ tiền trả cho anh đâu. Anh mà dí em như thằng Hùng á, em mà vô đường cùng là em nằm liều á. Không, anh đã nợ cho mày rồi, anh không đòi liền đâu. Anh khuyên mày á, nên tu trí làm ăn đi, đừng có chơi bời quá, làm khổ vợ khổ con. Vợ mày á, nó thương mày lắm á, đừng có làm khổ nó. Bữa giờ em cũng đi tìm việc làm nhưng mà chưa tìm ra. Em cũng đâu có muốn vợ anh bị khổ vậy đâu. Mày khỏi kiếm đi, anh kiếm cho mày rồi. Anh xin cho mày vô công ty của bạn anh làm. Anh hai nói thiệt anh hai. Cảm ơn hai nha. Ráng làm nha. Chính bản thân của Bảo phải ý thức giữa việc giải trí và làm việc.
và phải có một thời khóa biểu rõ ràng trong cuộc sống. Vì dù gì, một người đàn ông như Bảo vẫn là trụ cột cho gia đình. Cũng may á, vợ tôi á chở tôi đi khám á, bác sĩ cho tôi thuốc á, tôi uống xong á, tôi thấy tinh thần tôi thoải mái hơn á. Tôi hứa với ông á, từ nay á tôi không chơi game nữa, tập trung làm việc. Thôi được rồi, nếu mà ông ý thức được cái việc chơi game là có hại á, tôi khuyên ông bỏ hẳn luôn, không có chơi game nữa. Dù sao bây giờ ông có Linh kế bên, vợ ông thương ông gì lắm đó. Ngày mai á đi làm việc bình thường lại đi. Được vậy á, tôi cảm ơn ông. Em cảm ơn anh Nhân nhiều nha. Giết hai anh em mày luôn. Ai hả? Trong trường hợp này, thay vì đi lấy khẩu súng thì Trí hoàn toàn đủ thời gian và phải tỉnh táo để cơ quan chức năng can thiệp hành vi bạo lực từ nhóm Hải. Mặt khác, Trí phải tố cáo tất cả những hành vi cờ bạc từ phía Hải để pháp luật trừng trị. Mặc dù quá khứ của Trí cũng vi phạm pháp luật, nhưng anh ta nhận thức được và có điểm dừng và tìm công việc phù hợp, tử tế hơn. Nhưng trái lại, Nam là một thanh niên có đầy đủ sức khỏe nhưng lại thiếu suy nghĩ, vướng vào những tệ nạn xã hội. Từ đó, chính Nam làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người thân trong gia đình. Chính vợ chồng Tuấn nên tìm cách khuyên bảo Nam để Nam nhận thức được và có cuộc sống nghiêm túc hơn. Với lại, chị đây cũng đã mượn tiền của bà ngoại bé Na cùng anh trả nợ cho em đó. Anh cũng khuyên em nên tự nhận thức hành vi của mình đã từng làm, kiếm một công việc làm ăn cho tử tế để lo cho cuộc sống sau này. Dạ, em cảm ơn anh hai, em xin lỗi anh hai, em xin lỗi chị dâu. Chỉ vì em làm những điều không tốt đã làm cho gia đình của anh chị bị xáo trộn, và em có những lời lẽ không hay đối với chị. Em hứa với anh, từ đây em sẽ kiếm một công việc hợp pháp để làm.